Tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, tu hành tám giải thoát, cho đến 10 biến xứ, tu hành bậc của Đại Bồ Tát, tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, tu hành 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, tu hành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, tu hành quán thuận nghịch, 12 chi duyên khởi, để thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, tu hành thần thông thù thắng của Bồ Tát, nói rộng cho đến tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, ở chỗ hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn, đều thỉnh hỏi như vậy, lần lượt vì họ thuyết pháp, chúng đại Bồ Tát này, như lời Phật dạy, an trụ tu học, trải qua vô lượng kiếp, tinh tấn rõ mãnh, còn không thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, huống gì sự tu học của các ông ngày nay mà có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề ư? Thiện hiện nên biết, tuy nghe những điều này, nhưng tâm các đại Bồ Tát không thay đổi, chẳng kinh chẳng sợ, không nghi không nhầm, lại vui mừng hơn và nghĩ: nay bí xô này cho ta nhiều lợi ích, vì ta mà phương tiện thuyết pháp chướng đạo, giúp ta biết được pháp chướng đạo này chắc chắn không thể chứng quả dự lưu cho đến quả độc giác Bồ Đề, huống gì sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ác ma biết được tâm Bồ Tát này chẳng thối lui, không nghi hoặc, liền hóa ra làm hình tượng vô lượng bí xô, bảo với Bồ Tát: trong quá khứ các bí xô này đều siêng cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trải qua vô lượng kiếp tu hành các hạnh khổ khó hành mà không được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã cầu, hôm nay đều lưu trụ quả A La Hán các lậu đã sạch, qua hết bờ khổ, thì làm sao các ông có thể chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Thiện hiện nên biết, nghe điều này rồi đại Bồ Tát liền nghĩ như vậy: chắc chắn ác ma đã hóa giả dạng bí xô này để làm rối loạn tâm ta, nhân đây ta thuyết pháp chướng ngại tương tự. Hoàn toàn không có chúng đại Bồ Tát nào tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đến địa vị viên mãn mà không chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lại lui vào hàng thanh văn hoặc bậc độc giác. Bấy giờ Bồ Tát lại nghĩ, nếu đại Bồ Tát tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa đến địa vị cứu cánh mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chắc chắn không có điều đó. Nói rộng cho đến nếu đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đến địa vị viên mãn mà chẳng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì chắc chắn cũng không có điều đó. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển luôn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với ý nghĩ thế này: như chư Phật dạy, nếu đại Bồ Tát siêng năng tu học, thường chẳng xa lìa diệu hạnh của sáu pháp Ba La Mật Đa, thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng sáu pháp Ba La Mật Đa, thường chẳng xa lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, thường dùng phương tiện khuyên các hữu tình siêng năng tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, đại Bồ Tát này quyết chắc chắn chẳng thối lui bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, chắc chắn chẳng thối lui pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chắc chắn chẳng thối lui chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn chẳng thối lui bốn thánh đế, chắc chắn chẳng thối lui bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chắc chắn chẳng thối lui bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chắc chắn chẳng thối lui ba môn giải thoát, chắc chắn chẳng thối lui tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, chắc chắn chẳng thối lui các bậc Bồ Tát, chắc chắn chẳng thối lui pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chắc chắn chẳng thối lui năm loại mắt, sáu phép thần thông, chắc chắn chẳng thối lui 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, chắc chắn chẳng thối lui Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, chắc chắn chẳng thối lui pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chắc chắn chẳng thối lui trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì nhất định sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, tất cả đại Bồ Tát bất thối chuyển
Thường hành Bát Nhã Ba La Mật Đa với ý nghĩ như vậy: nếu Đại Bồ Tát biết được việc ma chẳng theo việc ma, biết được bạn ác chẳng theo bạn ác, biết được cảnh giới nhưng chẳng chuyển theo cảnh giới, thì Đại Bồ Tát này quyết chẳng thối lui Bồ Thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, quyết không thối lui Pháp Nội Không cho đến Pháp Vô Tính Tự Tính Không, quyết không thối lui Chân Như cho đến cảnh giới Bất Tư Nghỉ, quyết không thối lui Bốn Đình Thánh Đế, quyết không thối lui Bốn Niệm Trụ cho đến Tám Chi Thánh Đạo, quyết không thối lui Bốn Tịnh Lự, Bốn Vô Lượng, Bốn Định Vô Sắc, quyết không thối lui Pháp Môn Giải Thoát Không, Vô Tướng Vô Nguyện, quyết không thối lui Tám Giải Thoát cho đến Mười Biến Xứ, quyết không thối lui các bậc Bồ Tát, quyết không thối lui Pháp Môn Đà La Ni, Pháp Môn Tam Ma Địa, quyết không thối lui năm loại mắt, sáu phép thần thông, quyết không thối lui Mười Lực Như Lai cho đến 18 Pháp Phật Bất Cộng, quyết không thối lui Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, quyết không thối lui Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, quyết không thối lui Trí Nhất Thiết, Trí Đạo Tướng, Trí Nhất Thiết Tướng, chắc chắn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, tất cả Đại Bồ Tát bất thối chuyển nghe chư Như Lai ứng chánh đẳng giác thuyết giáo pháp quan trọng này, thâm tâm hoan hỷ, cung kính, tin hiểu, thọ trì, hiểu nghĩa lý một cách đúng đắn, tâm họ vững chắc như kim cương, không thể lay chuyển, không thể khống chế, thường xuyên tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người khác tu học, tâm không nhàm chán mỏi mệt. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu các hành động tướng trạng như thế, thì biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát bất thối chuyển này thối lui pháp nào gọi là bất thối chuyển? Phật bảo: thiện hiện, Đại Bồ Tát này thối lui tưởng sắc uẩn cho đến tưởng thức uẩn nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn xứ cho đến tưởng ý xứ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng sắc xứ cho đến tưởng pháp xứ nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn giới cho đến tưởng ý giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng sắc giới cho đến tưởng pháp giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn thức giới cho đến tưởng ý thức giới nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng nhãn xúc cho đến tưởng ý xúc nên gọi là bất thối chuyển, thối lui tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ